Kỹ năng luyện nghe. Cái kỹ năng luyện nghe thì mình cảm thấy là mỗi người một phương pháp, không ai giống ai. Cái phương pháp của mình về cơ bản mình cũng không quá đặc biệt so với mọi người. Mình sẽ luôn luôn nhấn lại với mọi người một cái là phải đi từ cơ bản mà lên, phải đi từ những cái cơ bản. Các bạn đừng bị coi thường những cái cơ bản nhá. Nó chính giống như cái vấn đề mình bảo các bạn là khi học từ vựng ấy, phải đọc thật nhiều câu ví dụ cái từ đấy. Đừng có nghĩ một cái từ chẻo chưa là dễ mà không đọc, mà không đặt câu về nó. Tại vì các bạn không đặt câu về nó, các bạn sẽ thành từ chết rồi. Các bạn không biết lúc mà bảo là em ăn bánh chảo không, chả biết nói làm sao. Cái chảo dư của nhà ăn này không ngon, kiểu nhà ăn để đâu nhỉ, chảo dư để đâu nhỉ, đậu có nên thêm vào không nhỉ? Như vậy là mình sẽ không nói được, đấy là điều chắc chắn. Tại vì các bạn không đi từ những cái cơ bản mà lên, không gọi là không chú ý đến cái cơ bản. Vậy thì sau hôm nay mình hy vọng là các bạn khi mà học từ vựng, các bạn hãy nhớ lại những cái này. Các bạn có thể để ý từ những cơ bản thôi. Bây giờ luyện nghe thì sao? Có bài khóa, nghe bài khóa thật nhiều vào, nghe bài khóa đến cái mức mà mình nghe kiểu mình có thể dịch luôn trong đầu nó đang nói cái gì á, thì đấy mới là mới thực sự là đã hiểu được bài khóa và thực sự nắm được cái bài đấy. Chứ bây giờ mà nghe nghe vẫn còn bị đuổi, hay là nghe kiểu cũng không nghe rõ ra từng từ từng từ, vậy là chứng tỏ là chưa hiểu bài khóa. Mà cái bài khóa là cái cơ bản nhất rồi đấy. Nhiều bạn cứ hay bị phải ôi em nghe bài khóa chán lắm, em muốn thích đi xem phim, em thích đi nghe nhạc, em thích đi xem show luôn cơ. Nhưng mà từ những cái cơ bản mà chưa chắc ạ, thì đến lúc những cái show các thứ nó vẫn tốt nhá, không bảo là nó sẽ không 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 được, nhưng nó sẽ bị over, nó bị hơi quá sức với các bạn. Thì các bạn hãy đi từ những cái cơ bản lên, chắc cơ bản thì kiểu gì lên cao nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Rồi thứ hai, và cái từ vựng và ngữ pháp chính là nói đến cái bài khóa đấy. Muốn nghe tốt, muốn nói tốt, ngữ pháp và từ vựng là hai thứ không thể tách ra được, đúng không? Mà khi các bạn học bài khóa và khi các bạn học từ vựng mà đặt câu với nó, chính là các bạn đang chắc chắn lại những từ vựng và ngữ pháp của các bạn. Các bạn có thấy không? Không có một cái gì mà nó tổng hợp tất cả mọi thứ trong một cái, đó là bài khóa. Bài khóa có tất cả các từ vựng trong bài đấy này, có tất cả các câu mà có từ đấy sử dụng được này, trong trường hợp nào này. Vậy cái bài khóa là cái mà mình tin chắc là như hồi trước của bọn mình á, cô Hoàng Anh và cô Minh dạy chúng mình ạ, cô còn bắt chép bài khóa lại. Cô sẽ bật cái băng ghi âm bài khóa xong các em chép lại đi, nghe chính tả luôn nhá. Rất áp lực bởi vì lúc đấy các bạn biết là mới năm nhất, chữ Hán còn chưa sõi cho nên hơi sợ. Nhưng mà nhờ những cái đấy á, thì bọn mình mới cảm thấy rất là chắc cái nền được. Thì cái nền chắc mới lên được cao, chắc cái nguyên lý này các bạn luôn không để tranh cãi được. Tiếp theo đó là về kỹ năng nghe lướt. Kỹ năng nghe lướt là một trong cái mà khi lên tầm bài quyển 3, quyển 4 các bạn sẽ bắt đầu học được kỹ năng nghe lướt này. Bởi vì kỹ năng nghe lướt thì như trước đây á, có nhiều bạn sẽ rất là sợ cái việc là em không nghe rõ được nó nói toàn bộ câu chuyện là gì. Em chỉ bắt được một vài từ thôi. Thực ra là bắt được vài từ đã rất quan trọng rồi, nhưng phải bắt cái gì? Phải bắt cái gì ạ? Bắt động từ. Các bạn để ý mà xem, động từ là một trong cái rất quan trọng trong một câu. Hôm nay tôi đi nhà ăn trường ăn cơm. Bỏ trạng ngữ đi. Hôm nay tôi đi ăn cơm. Bỏ cơm đi. Hôm nay tôi đi ăn. Bỏ hôm nay đi. Tôi ăn. Bỏ tôi đi. Ăn. Cuối cùng cái ý của câu đấy truyền đạt đến nhất đó là từ ăn, đúng không? Khi mà đến từ ăn là biết à đi ăn. Còn đi ăn ở đâu thì mình sẽ hỏi sau, nhưng mình bắt từ chính là động từ là cái quan trọng nhất. Và các bạn để ý mà xem, đây là một trong cái không 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 phải là không phải là chung nhé. Động từ thứ hai của thanh 4, đây là một trong cái mà mình cảm thấy các bạn có thể một cái tip nho nhỏ chín rồi thì những cái động từ suy chào nhiều lắm. Nói chung là về cơ bản á, thì động từ thường hay có thanh 4, cho nên các bạn có thể nó như kiểu một cái mà để khi học thanh 4, khi học động từ thì các bạn nhớ thôi, chứ cũng không phải là toàn bộ nhé. Nhưng mà hãy để ý xem, thanh 4 là một trong cái thanh rất đặc biệt của Trung, của người Trung, người ta đọc rất nặng. Và khi đọc nặng các bạn dễ nghe hơn, để ý mà xem. Ta cha họ, vậy cái từ ta cha, cái từ ta nghe nó rất là nặng đúng không? Cho nên khi mà nghe câu hãy để ý vào động từ, những động từ rất là nặng, thanh 4 thì hay nặng. Và động từ quan trọng nhất, cái động từ luôn bắt động từ. Sau này khi mà đi dịch á, các bạn không thể nào hoàn thành được 10 chữ nghe được cả 10 đâu, đấy là điều chắc chắn. Còn tùy vào cái người sếp để nói nhanh hay nói chậm, nhưng thường thì rất nhanh. Người Trung mà khi bạn ngoài nói không, tùy 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 không, nói như thế hơi khủng bố các bạn quá, cũng không hẳn đâu. Ví dụ như cái sếp của mình thì ở Quảng Tây và sếp ở trong Alibaba, tức là sếp làm ở trong Alibaba, cho nên cái tư duy các bạn biết là trong đấy những cái người đấy rất là
nói chung là nhanh nhé, người ta nói cũng nhanh, tư duy cũng nhanh, người ta nghĩ chưa kịp người ta nói luôn đấy. Thế cho nên khi mà mình nghe và mình đi dịch cho sếp thì thực sự là mình phải mất tầm mấy ngày để mình làm quen với cái việc là bắt từ để nghe cho, bởi vì không thể nào cái việc mà nghe hết sạch toàn bộ có được nhá, nhưng không phải là ngay lập tức, cho nên cái việc mà nghe lướt thì các bạn mới đầu phải tìm hiểu về cái thói quen đấy nữa, cái việc nghe lướt đấy nó có trên YouTube có làm nhiều về cái nghe lướt đó. Rồi tiếp theo khi nghe thì hãy nốt lại những cái ý chính và những cái con số. Thực ra cái này thì chắc các bạn biết rồi, thực ra khi đi dịch thì không thể thiếu một quyển sổ đúng không, và một cái bút, hay là kể cả mà lúc mà chúng mình chắc là thường đi dịch thôi, còn khi mà chúng mình thi HSK cũng thế, chúng mình sẽ có cái phần HSKK ấy, chúng mình hay có cái phần là, hay là chúng mình đi thi hay bị chéo đi thi dán chén bỉa xa, những cuộc thi đấy luôn luôn phải tập thói quen nốt lại cái những cái ý chính mà mình cần phải nói ấy. Chứ nếu không các bạn bị loãng, các bạn sẽ bị các bạn đừng tin bộ não của mình, 5 phút sau hay là 30 giây sau các bạn quên sạch, đừng bao giờ tin bộ não của mình, cho nên hãy nốt ngay lập tức, đừng bao giờ lười nốt, tức là lười ghi chép, cái nốt là ghi chép nhé. Ok. Và khi dịch kinh tế dịch hợp đồng thì con số là quá quan trọng rồi. Các bạn nếu mà lên đến bài 53 học thầy đồng, thầy sẽ cho các bạn một bài về việc đi dịch hợp đồng mà dịch vạn thành nghìn là thôi chết rồi. Tiếng Trung với tiếng Việt là khác nhau chỗ đấy mà, 3 số 0 và 4 số 0, cái sự chia của nó khác mà. Cho nên phải luôn luôn lấy giấy nốt lại. Rồi luyện nghe qua phim, qua game show thì cái này mình cũng vừa chia sẻ qua rồi và nó rất normal, ai cũng nói cái đấy đúng không ạ? Thì mình cũng bảo rồi, luyện nghe kiểu gì thì hãy nghe, đừng có kiểu, thực ra cái việc giải trí và việc học nên song hành, theo mình cảm thấy như thế. Tại vì như mình thì mình cảm thấy rất là quý thời gian đó. Mình cảm thấy mình không thể nào bỏ một cái buổi, các bạn biết là mình không thể xem được phim điện ảnh, à không thể xem được phim truyền hình, mình không thể cày được quá 5 tập. Mình luôn luôn xem phim điện ảnh, tức là phim một tập thôi. Và mình cảm thấy là khi mà xem một tập đấy, nó đã giúp mình luyện được nghe, luyện được từ vựng rồi. Và mình rất là cảm thấy rất là, mình quay lại cái vấn đề là rất là quý thời gian đó. Thì nên tập trung xem người ta nói cái gì, chứ đừng chỉ tập trung nội dung, tập trung xem cách người ta nói như nào. Để, ví dụ như cái từ dán sửa ấy, dán sửa các bạn học là màu đúng không? Y để dán sửa là màu. Nhưng xem phim mà ví dụ nó nói là cái ní tiện cái ní tiện dán sửa khàn cả, cái ní tiện dán sửa khàn cả thì nó có nghĩa là gì? Nếu mà có gặp cái câu đấy, ố dán sửa này học rồi bỏ qua luôn, nhưng mình chỉ đọc mỗi nội dung chứ mình không để ý xem là tại sao người ta nói như thế, thì cái từ đấy có nghĩa là cho nó một bài học. Cái tha tiện dán sửa khàn cả, nó có nghĩa bóng, cho nó một bài học. Cái thao cơ treo xin. Đấy thì có từ dán sửa, cũng là một cái từ. Nếu mà xem phim thì mình mới biết, chưa học trên lớp thì chúng mình chưa học đến. Ok. Tiếp theo, cái cuối cùng rồi. Nghe không biết mọi người nghe mình nói nhiều, cái nhiều lúc mình nói nó sẽ hơi bị cuốn quá và cái giọng của mình nó bị hơi trầm, nó sẽ hơi buồn ngủ. Cho nên hy vọng các bạn có thể tập trung rồi có thể cùng cầm cầm cái bút lên thì sẽ đỡ buồn ngủ hơn, cầm cái bút nó lại đỡ buồn ngủ. Thì chúng mình sẽ có cái cuối cùng, đó là mình đã luyện khẩu âm và luyện nghe như thế nào. Mình sẽ thứ nhất là mình hay xem các cái phim tài liệu Trung Quốc, không hiểu sao mình nghe ngày xưa năm nhất năm hai mình nghe không hiểu gì đâu, mình cũng như các bạn thôi, ngày xưa năm nhất năm hai mình học dốt lắm, mình nghe mình như kiểu việc nghe sấm thôi, nhưng mình thích nghe là tại vì sao? Nó đẹp này, thứ hai là nó hay. Các bạn thử nghe xem mấy cái ông phát thanh viên Trung Quốc của Ni chang guo shen me yang de he ne, kiểu Ni chang guo shen me yang de cũng Trung Quốc, có thể nghe nó kiểu trầm rộng ơi hay lắm. Đấy chính là cái cách để mình nghe và mình sẽ bắt chước được theo. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển qua luôn phần thứ ba, đó là phần luyện nói nhá. Rồi cái luyện nói chính là cái mà mình vừa mới gợi ý ở phía trước, đó là bắt chước theo người ta. Nó là một cái phương pháp ấy, nó là phương pháp shadowing. Shadowing tức là cái phương pháp mà mình nghe người ta nói và mình nhạ lại người ta, nhạ lại người ta theo cái tiếng bản điệu người ta. Thì ngay đầu tiên các bạn chưa thay đổi đâu, ngay đầu tiên chưa thể thay đổi khẩu âm đâu, nhưng tầm 1, 2 tháng, 3 tháng sau các bạn sẽ thấy sự rõ rệt cái khẩu âm của bạn sẽ theo người ta. Shadow mà shadow tức là cái bóng ấy, tức là sẽ bị đi theo, sẽ theo cái người đấy. Cho nên cái phương pháp shadowing này nó rất hay, sẽ giúp các bạn luyện khẩu âm rất tốt. Rồi phần nói này mình cũng sẽ chia sẻ một cái tip, các bạn để ý xem người Trung Quốc khác gì với người Việt Nam khi nói, khẩu âm người ta làm sao, miệng người ta làm sao ạ?
Ví dụ bình thường người Việt Nam mình sẽ nói ta cha họ, đúng không? Nhưng nếu mà để mà nói hay, diễn thuyết hay, người ta làm sao? Ta cha họ, của chào Yang Tử Xin. Ta cha họ. Vậy các bạn để ý xem, miệng người ta mở rất rộng, khẩu hình người ta mở rất rộng. Người Trung Quốc mở khẩu hình rất rộng. Ví dụ như chữ họ, bình thường Việt Nam mình chỉ nói là hảo, 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 mì hảo, hảo, đúng không? Nhưng người Trung người ta sẽ nói họ, ta cha họ. Đấy là một trong cái bí kíp giúp cho cái khẩu âm của mình nó sẽ Trung Quốc hơn, rất hay. Nếu bạn nào mà có người Trung ấy, thử bảo nó, bảo cái bạn này nói từ mùa đông đi, nó sẽ nói là gì? Mùa đông, bởi vì nó mở rộng khẩu hình quen, cho nên bây giờ nó không thể nào ngay lập tức. Người ta 24 năm cuộc đời người ta học tiếng, học học tiếng Trung, người ta nói tiếng Trung, người ta mở rộng khẩu hình quen rồi mà. Bây giờ người ta nói tiếng Việt, người ta ngay lập tức người ta không thể nhỏ lại khẩu hình được, mà người ta nghe vẫn sẽ kiểu mùa đông lãng mạn, kiểu nghe từ lãng lãng mạn, nghe nó cứ bị to á. Thì nếu mà bạn nào mà học ngoại ngữ để ý một chút sẽ nhận ra những cái đấy và học rất tốt. Ok, phần nói.